Công an huyện Bát Sát vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023, triển khai nhiệm vụ năm 2024. Lực lượng công an địa phương năm 2023, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện Bát Sát có nhiều chuyển biến tích cực, đưa bà xã Y Tý, A à Mù Sung, cốc Mì ra khỏi giá trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự. Tỷ lệ điều tra khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 100% tiếp nhận gần 30.000 hồ sơ đăng ký định danh điện tử, xử lý 1.491 trường hợp vi phạm luật giao thông, xử phạt trên 2,7 tỷ đồng. Tại hội nghị, công an huyện đã phát động phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc năm 2024, trước mắt tập trung thực hiện tốt đợt cao điểm đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội Tết Nguyên đán năm 2024 và lễ hội đầu xuân.